thấp cái đầu ngoài cùng cái bánh hỏi xuống xuống kìa, bánh đầu ngoài thấp xuống. Đi ơi, cho thấp xuống đi ơi. Rồi. Để cười tươi này rồi. Quay mà. Quay trực tiếp. Rồi xin mời hai ông đại diện kia nhanh quá. Kệ ông. Rồi rồi. Đứng đây. Ở phía phía tạc cái bảng. À, rồi bê vào luôn nhá. Bê vào đây. Rồi rồi rồi. Đó đó. Đó đó. Còn ai nữa không ạ? Thank you.
quý vị đại diện cho họ Hồ Ca trình lễ lĩnh hồn đối với hai cháu Lê Mạnh và Phương Hồng. Qua phần chỉ lễ gia đình họ Ca tôi là rất mừng lễ của Hồ Ca. Rồi, bây giờ cũng để con gái làm như vừa rồi. Buồn nhành quá.
rồi, nào, đúng rồi. Đấy, xoay xoay tay lên tí nào. Đó, đúng rồi, hai đứa nhìn nhau bây giờ nha. Rồi, bây giờ cô dâu hôn, bình tĩnh nha, bình tĩnh hôn đi. Cầm hẳn lên, cầm hẳn lên, cầm hẳn lên, hôn đi. Cầm tay đi. Vỗ tay. Rồi, bây giờ xin mời gia đình nhà mình có cái gì ý kiến gì bác làm việc tiếp hai chị cô dâu. Cô dâu chú lại nhìn lên, cười lên. Rồi, bác cứ nói to lên. Đến giờ phút này để tính tổ chức chúng tôi cho hai nhóm để mà hưng đã hoàn tất các thủ tục và đã đạt được kết quả rất là tốt đẹp. Xin chúc ta và kính thưa các bạn, cô chú các bác, chào các phòng tục, các em con gái đi xây gia đình. Các cứ nói chứ. Cho tiền vàng cho cháu tinh thần như vậy. Rồi vỗ tay cái. Rồi bố mẹ ông bà đâu mà trước hết là đi tới bố mẹ cô dâu và thêm bây giờ vào cho quà trong trước các bác chú bác. Rồi bỏ cầm sang cái tay trái để theo nhé.
đó đúng rồi, đứng sát vô, sát vô, cái vai sát vào, chú Đại Hùng ơi đứng sát vào vợ, đó xoay mặt qua đây, cầm tay nhìn lên đây, cái hoa để dưới, rồi rồi nhìn đây này, cười lên này, nhìn lên cười lên, rồi vỗ tay, rồi đúng rồi, mai lấy tiếp, không lấy nữa. Cô dâu nhìn lên này, nhìn lên này, vòng tay đó đúng rồi, cho hai cháu lên mà kêu hôn qua quá trình làm một cục đã đạt được kết quả rất là mong tôi vẫn còn mà đúng không, tốt nhất cái tới là tổ chức lễ công quy là tân hôn
trong giới thiệu sẽ tiến lên sân khấu để tạo tác phẩm quý vị. Ta xin quyết định của hai đại cao sự ra mắt của sản phẩm chủ đề. Một tràng pháo tay thật to và thật to nhìn. Được giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện hòa nhạc trai ông Nguyễn Quang Phát, đại diện hòa nhạc gái ông Nguyễn Đức Trần. Xin quý vị cùng công viên dành cho sự ra mắt của nhiều người đại diện một tràng pháo tay thật to và thật dồn dãn. Tất cả những suy nghĩ đang cùng chung một chí hướng và tất cả những niềm khao khát mong chờ đó là được cùng bên nhau đi suốt trên con đường tình yêu, đi suốt trên con đường hạnh phúc. Và thưa quý vị, giờ phút này xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng về phía ngoài cột hoa để chúng ta cùng chào đón hai bông hoa rực rỡ, tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Xin hân hoan chúc mừng và trân trọng kính mời lên sân khấu chú rể Vương Hùng, đẹp duyên cùng cô dâu Lê Mận. Một tràng pháo tay thân giòn giả và nồng nhiệt của toàn thể quý vị để chào đón đôi vương xứ lửa. Xin trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho gia đình hoàng trai xin gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ vu quy hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý phụ, quý ông, quý hoàng gái, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời đại diện hoàng nhà gái ông Nguyễn Đức Trầu sẽ có đôi lời đáp từ. Kính thưa quý vị quý, kính thưa quý ông, quý bà, cô dì chú bác, anh chị em và bạn bè của hai gia đình và hai cháu, hôm nay là ngày 3 tháng 3 là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi thống nhất tổ chức lễ vu quy trăm năm hạnh phúc cho hai cháu Lê Mận và Vương Hùng. Được sự yêu ái, sự hiện diện của quý vị khách quý đã không quản là đường xá xa xôi, bốn chút thời gian đến trường và mừng hạnh phúc cho hai cháu hôm nay. Trước tình cảm vô cùng quý báu này, không biết nói gì hơn, thay mặt cho hai bên gia đình xin gửi tới quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất. Bên cạnh những sự có mặt yêu thương, bên cạnh những lời chúc mừng đặc biệt thì chúng tôi cũng nhận được những tình cảm đến từ các cá nhân và tập thể với những món quà hết sức ý nghĩa để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và xin trân trọng kính mời bốn đại diện của bốn xóm đến từ hội phụ nữ thôn 13 sẽ tiến lên sân khấu với những món quà đặc biệt dành tặng cho Tân Lan và Tân Lương. Xin trân trọng kính mời. Tất cả ý nghĩa, tất cả đây là tình cảm yêu thương, tất cả đây là những lời chúc mừng hạnh phúc mà hội phụ nữ thôn 13 mong muốn được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Những tình cảm hết sức tuyệt vời. Xin chào quý vị, hãy dành cho tim một phụ nữ thôn 13 một tràng pháo tay thật to và thật to nhiên ạ. Và xin cảm ơn các chị đến từ một phụ nữ thôn 13 đã có quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể cho ngày vui hạnh phúc trăm năm.
của nhà hàng Trịnh Vương Việt Nam thay cho lời chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho Tân Lan và Tân Gia Nhân. Xin mời cô dâu chú rể tiếp tục cùng tay trong tay xây dựng lâu đài hạnh phúc của mình trong nghi thức rước kiều trong năm. Do phù hộ giúp bạc đầu năm năm. Thưa quý vị, trong khi Tân Lan và Tân Dương đang tay trong tay vai kề vai xây dựng lâu đài hạnh phúc cho người cơ các đồ xung quanh, hãy cùng ghi lại những dấu ấn đặc biệt. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng rót đầy những ly rượu mừng của mình để lát nữa đây trong nghi thức giao lưu, những tràng pháo tay của quý vị sẽ là những lời chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời tất cả quý vị nghi thức đồ xung quanh đã hoàn tất và bây giờ mời hai vị cùng. Mẹ cho con dọc sữa tình yêu, cha cho con vóc dáng mềm mại. Công khó của cha, nghĩa sâu của mẹ, tiếp cả cuộc đời con không thể nào quên. Cảm ơn Lê Văn Hôn và tiếp theo sẽ là hai rượu. Cô dâu chú rể cùng dâng lên để cảm ơn song thân của chú rể. Một lần nữa xin được cảm ơn đôi lương với những nghi thức đặc biệt, đó là lễ cất dân rượu báo hiếu. Cảm ơn tình cảm đặc biệt của quý khách phù hộ. Và bây giờ với hai lễ rượu tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất này, cô dâu chú rể chúng ta sẽ trở về trung tâm sân khấu, tay trong tay siết chặt trong nghi thức uống rượu và mời. Chúc mừng hạnh phúc cho cô nhau lên vào sẻ duyên của chủ đề phương.